Hello, xin chào tất cả mọi người. Mọi người đã vào chưa ạ? Xin chào tất cả mọi người. Đã có ai vào chưa ạ? Xin chào những người đầu tiên nha. Xin chào các bạn ai đã vào. Xin chào Lê Thảo ạ. Xin chào chị Lê Thảo. Xin chào Thu Phương. Đã ai vào rồi thì xin chào chị Tú nha. Xin chào chị Tú ạ. Rồi mọi người vào đi. Mọi người vào đi rồi em sẽ tiếp tục lại. Xin chào Tống Cường. Em sẽ tiếp tục lại chia sẻ cái kinh nghiệm về cái bí quyết tăng cân của em ha mọi người ha. Ngày nào thì cũng chỉ có bấy nhiêu đó thôi, nhưng mà em vẫn phải cứ nhắc mọi người, ai gầy rồi mà đang còn ai mà đang gầy ấy, mà đang còn phân vân không biết sử dụng cái sản phẩm nào để cho mình tăng cân á, thì em sẽ tư vấn cho mọi người. Mọi người cực kỳ là yên tâm về cái sản phẩm mà em mang tới cho mọi người ha. Cực kỳ là an toàn luôn bởi vì em sử dụng rồi. Xin chào Đặng Thị Hồng Quyên nha. Đã, xin chào 8 người đang xem. Xin chào. Ok Nguyễn Tú nha. Mình đang livestream nên không có trả lời Nguyễn Tú được. Rồi, ở đây mọi người vào xem livestream thì chia sẻ livestream cho em nha. Like và chia sẻ hộ em ạ. Đây là cái gói xăm bổ kiện tỳ, cái hộp xăm bổ kiện tỳ này tăng cân ha. Chúng ta sẽ sử dụng hết trong vòng một hộp như thế này chúng ta có thể sử dụng được trong 2 tuần. Một ngày chúng ta sẽ uống 2 viên buổi sáng và buổi tối. Sau 2 tuần chúng ta có thể tăng từ 3 cho tới 5 kg ha. Đó. Đây bây giờ em sẽ sử dụng vào buổi tối cho mọi người xem. Em thì bây giờ em đã lên số kg như em mong muốn rồi. Nhưng mà em vẫn sử dụng mỗi ngày một viên để cho cơ thể của em không có bị suy nhược. Xin chào Đanh Mỏ Vịt nha. Cái tên nghe. Em vẫn sử dụng mỗi ngày một viên để cho cơ thể của em không còn bị suy nhược nữa. Xin chào Thi Thi. Tất cả các bạn ai đã vào rồi thì các bạn chào em, các bạn tương tác với em nha. Các bạn xin like quá em. Xin chào chị Ngô Kiều. Mình vẫn cứ like để cho mọi người xem và mọi người biết về cái bí quyết tăng cân an toàn này chị ạ. Xin nha chị lên được 1 kg rồi, vui quá. Ok chị Ngô Kiều nè, em cảm ơn chị Ngô Kiều nha. Chị nhớ ăn uống điều độ và uống điều thuốc xăm vào nha chị. Đanh Mỏ Vịt xin nha chị, cảm ơn em nha. Đó thì mọi người cũng biết là cái xăm bổ kiện tỳ này ha. Trước đây thì Phương cũng từng là một người rất là gầy gò và rất là bị hay cơ thể hay bị ốm hay bị suy nhược. Nhưng mà từ khi mà Phương sử dụng cái xăm này thì Trước đó nữa thì Phương đã từng dùng rất là nhiều loại. Xin chào Văn Hiếu nha. Xin chào Văn Hiếu. Trước đó thì Phương đã từng sử dụng rất là nhiều loại nhưng không tăng cân, hoặc là có tăng cân nhưng mà bị khi mà mình ngưng thì nó sẽ bị tích nước. Xin chào Nguyễn Long nha. Đó, khi mà mình ngưng thì nó bị xuống kg này nọ, nói chung là dùng rất là nhiều loại rồi cảm thấy rất là bất lực khi mà chuyển sang cái loại này cho tới em muốn ốm. Nguyễn Đình. Ok, em muốn ốm thì bên chị có gel xăm chi mà em muốn ốm vùng nào thì em bôi vào vùng đó là nó tan mỡ cho em mà. Xin chào Mỹ Nguyên nha. Long. Đó. Khi mà Phương sử dụng tới cái sản phẩm xăm bổ kiện tỳ này rồi á, mọi người biết không, ngày thứ 3, ngày thứ 4 là Phương bắt đầu cảm giác ăn ngon, ngủ ngon. Và cái lúc đó là cảm chưa bao giờ mà thấy cái cơ thể mình sử dụng một cái loại xăm mà nó bền vững, cái cơ thể nó khỏe mạnh được như vậy. Nó lên cân miết cho tới bây giờ vẫn lên cân cực kỳ là an toàn và rất là nói chung là mình đang live stream rồi, mình không có thể nào trả lời tin nhắn của các bạn nữa, tí nữa mình trách cho các bạn nha. Đó, đây là sản phẩm xăm bổ kiện tỳ ha các bạn ha.
Thành phần của nó là từ nhân sâm nè, linh chi nè, chích hoàng kỳ nè, xuyên khung đương quy. Thành phần của nó hoàn toàn là từ tự nhiên ha, từ thiên nhiên, chiết xuất 100% từ thiên nhiên. Mọi người nghe cái tên sâm bổ kiện tỳ không thôi là mọi người cũng biết là nó gọi là thần dược, nó gọi là bổ cỡ nào rồi ha. Cực kỳ là an toàn nè, mẹ sau sinh mà mất sữa hay là đang đau đầu vì thiếu sữa cho con bú, chúng ta có thể sử dụng cái này luôn. Phương Nguyễn, chị lấy 2 hộp. Rồi, ok chị nha. Tí nữa xong rồi em sẽ gọi điện thoại và chốt đơn cho chị nha, chị Phương Nguyễn. À, mọi người ai đặt hàng thì mọi người để lại số điện thoại cho em ha. Để lại số điện thoại cho em rồi tí nữa em sẽ chốt đơn cho mọi người ha. Mọi người yên tâm, sản phẩm này thì em đã sử dụng tới hộp thứ 3 rồi ha. Hộp thứ nhất em lên gần 3 kg. Đó, em cũng không phải là thuộc dạng gầy gò lắm, nhưng mà vì em hay thức khuya, cơ thể em suy nhược, cho nên em sử dụng cái sản phẩm này. Sau một hộp em lên được 3 kg ha. Tới hộp thứ 2, hộp thứ 3 thì em... Xin chào anh Thành Công Phạm ạ. Tới hộp thứ 2, hộp thứ 3 thì em chỉ sử dụng một ngày, mỗi ngày một viên thôi, để cho cơ thể của em. Nói chung là em rất là thích sử dụng nó. Bởi vì sao? Da dẻ mình hồng hào này, cơ thể không còn suy nhược, không còn bệnh, và rất là phù hợp với những người nào mà mới bị ốm dậy á mọi người. Sử dụng được cho lứa tuổi từ 6 tuổi trở lên ha mọi người ha. Từ 6 tuổi trở lên, trừ người nào mà bị bệnh tiểu đường mới không sử dụng được thôi. Mọi người cũng biết đó, cái chứng bệnh mà bệnh tiểu đường là... Xin chào chị Quyên Còi ạ. Cái chứng bệnh mà bệnh tiểu đường là nó ngay cả cơm mình còn không ăn được mà. Xin chào Khánh Nam nha. Xin chào ạ. Còn ngoài ra cái sản phẩm này ai cũng có thể sử dụng được. Chỉ cần các bạn gầy, các bạn bị suy nhược cơ thể là các bạn có thể sử dụng được rồi. Nó là sâm, nó là thực phẩm phẩm chức năng, hoàn toàn không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh nha mọi người nha. Nó là sâm ha. Mình sẽ dùng kèm trong cái thực đơn ăn uống hàng ngày của mình. À, ngoài mà sử dụng sâm này nè, các bạn cần phải ăn nhiều rau nè. Đừng có chú trọng vào ăn thịt cá quá ha. Xin chào cô Dung Trần nha. Lâu lắm rồi mới thấy cô Dung Trần coi livestream của con. À, trong cái bữa ăn hàng ngày của mọi người nhớ là phải điều độ ăn thật nhiều rau, uống thật nhiều nước vào cho em ha. Bởi vì sao? Bởi vì rau á, là những cái chất xơ nó rất là dễ tiêu hóa, và nó sẽ đào thải những cái độc tố trong người của mọi người ra. Từ đó cơ thể mọi người sẽ hấp thu chất dinh dưỡng nhiều hơn và nó sẽ lên cân. Đó, đó là cái cách tăng cân một cách khoa học an toàn nhất ha mọi người. Đó là kinh nghiệm của em chia sẻ với mọi người, chứ không phải mình ăn thịt ăn cá nhiều là mình tăng cân, trong khi á cái cơ thể của mình, cái tiêu hóa của mình nó không thể tiêu thụ, nó không thể hấp thu, thì mình có ăn cả 10 kg thịt nó cũng không bao giờ nó mập được ha. Bởi vậy cho nên là mọi người cần phải đào thải độc tố trong người mọi người ra này, phải ăn nhiều rau xanh nè. Đó, những cái loại đó là nó rất là dễ tiêu hóa. Kèm theo đó mọi người phải sử dụng thêm cái sâm bổ kiệm tỳ này. Khánh Nam, mấy tiền một hộp vậy bạn? Bạn Khánh Nam ơi, một hộp sâm bổ kiện tỳ như thế này có giá chỉ là 430.000 thôi bạn ha. Chúng ta có thể sử dụng được trong 2 tuần, mỗi ngày chúng ta sử dụng 2 viên sáng và tối. Sau 2 tuần bạn có thể tăng từ 3 đến 5 kg ha. Riêng bản thân Phương sử dụng hộp đầu tiên, Phương tăng được 3 kg nha mọi người. Đó, tăng được 3 kg, mập bền vững, mập khỏe, mập đẹp, mập chắc. Nói không với mập tích nước nha, tăng cân rất là an toàn luôn mọi người ạ. Dùng được cho tất cả mọi đối tượng ha. Những sản phẩm Phương đem đến cho mọi người Phương đã sử dụng hết rồi, cho nên là mọi người cực kỳ yên tâm. Thực sự ra lúc đầu Phương không có ý định là Phương bán cái loại sản phẩm này đâu. Bởi vì Phương cũng là một người gầy, một người ốm yếu mà hay thức khuya mà. Bởi vậy cho nên là Phương cũng tìm hiểu, cũng cân nhắc rất là kỹ lưỡng trước khi tìm cái loại thực phẩm chức năng như thế này. Nhưng mà sau một thời gian khi mà Phương dùng ấy, da dẻ của mình hồng hào lên, mình mập lên rồi, mọi người cũng có hỏi mình là dùng cái gì. Đó, bởi vậy cho nên là xin chào bạn Tống Cường, xin chào chị Thùy An Nguyễn nha. Mình mới nói là mình dùng cái sâm bổ kiện tỳ này nè. Sau đó rồi họ mới nhờ mình mua giùm. Hồi đó chắc cũng phải có 10 mấy 20 bạn nhờ mình mua giùm đó. Xong rồi là mình mới quyết định là mình bán luôn đó mọi người ạ. Chứ thực ra là không có ý định bán cái tăng cân này đâu. Anh có dùng nhiều loại mà không mập nổi. Luận, anh Luận ơi, anh có dùng nhiều loại mà không mập nổi thì anh cùng chung cảnh ngộ với em ngày xưa ha. Ngày xưa em cũng thế thôi, nhưng mà từ khi em dùng tới cái sâm bổ kiền tỳ này thì bây giờ em bền vững rồi đây. Mọi người có thể nhìn thấy em ha. Da dẻ hồng hào, ăn ngon, ngủ ngon, lên cân.
uống cực khỏe luôn nha. Thi Phạm, ok em cảm ơn chị Thi Phạm nha. Đó, cho nên là nói chung là có đầu các bạn, tâm lý của các bạn cũng giống như mình ngày xưa thôi. Bây giờ khi mà các bạn nhắn tin cho mình cũng vậy, các bạn cũng nói là uống rất nhiều loại rồi, sau là sợ tích nước rồi, sợ này sợ kia. Mà trong khi đó cái Facebook của Phương, tất cả những phản hồi mà Phương đăng lên cho mọi người xem ấy, chưa bao giờ nghĩ sẽ lên được 6kg. Quá giỏi luôn. Thi Phạm, mà mình sẽ chụp một cái Facebook này. Đó, mọi người có thể thấy ha, lên được 6kg. Anh còn đặt thuốc ở phòng gym luôn mà không ăn thua. Đó là do cái cơ địa của anh ha. Nói chung là trước đây em cũng sử dụng rất là nhiều loại rồi, nhưng mà em sử dụng tới cái xâm bổ kiện tỳ này thì em lúc đầu em cảm thấy ăn ngon ngủ ngon hơn. Sau đó là lên cân, nói chung là cực kỳ là tốt luôn. Chứ không phải là, nói chung quan trọng là do bản thân mình. Mình phải thử và mình phải chọn đúng loại mà cơ thể mình cần. Chứ không phải là cái này cái kia. Xin chào Long Não ạ. Đó, bởi vậy cho nên là cái khâu mà cân nhắc chọn lựa sản phẩm cực kỳ là quan trọng nha mọi người nha. Chứ không phải là mình bạ đâu, mình đụng đó, mình uống rồi tới lúc mà nó không lên cân hay này kia mà tiền mất lại tật lại mang. Bản thân Phương đã trải qua rất là nhiều rồi. Riêng đối với cái loại xâm bổ kiện tỳ này thì không còn gì để bàn cãi nữa. Bởi vì hiện tại bây giờ của Phương là chắc cũng phải nhiều khách hàng lắm rồi. Đa số các bạn khi mà các bạn uống xong là các bạn lại đặt thêm hộp nữa, đặt thêm cho người nhà. Ăn được, ngủ được mà không lên ký. Anh Luận ơi, có nghĩa là cái hệ tiêu hóa của anh nó không có hấp thu được. Anh ăn được nhưng mà nó không hấp thu thì làm sao mà nó lên ký được ạ? Đúng không ạ? Bởi vậy cho nên là mình cần phải trong bữa ăn hàng ngày của mình nè, ăn kèm nhiều rau xanh để đào thải độc tố, kèm thêm cái xâm bổ kiện tỳ này để cho nó kích thích cái hệ tiêu hóa của anh, nó làm dày cái lớp men tiêu hóa của anh lên để nó giúp cho cái tiêu hóa nó dễ hấp thụ hơn ha. Đơn giản lắm mọi người, chỉ cần mọi người hiểu được cái cơ chế, cơ thể của mọi người cần gì, dùng gì, ăn gì, uống gì, nó lên cân rất là đơn giản. Và lúc nào cũng phải giữ cho tinh thần mình luôn được thoải mái à. Đó, nói chung là cuộc sống nó rất là ý nghĩa nếu như mà mình biết chọn lựa và mình biết sống tốt mọi người ạ. Cực kỳ là an toàn luôn, không có. Cho nên là mọi người đừng, xin chào Kim Chi Nguyễn nha, mọi người đừng có bi quan là mọi người sợ cái loại này cái loại kia. Ngày nào mọi người cũng có thể thấy rồi, em đều lên livestream để em chia sẻ với mọi người. Và ngày nào cũng có những phản hồi của tất cả các bạn, mà các bạn dùng xong rồi có những bạn lên 2kg nè, 3kg, 4kg, 5kg, 6kg. Tất cả ngày nào cũng có mà các bạn. Nếu như mà các bạn không tin thì các bạn có thể lục lại hết tất cả những cái livestream của Phương mà các bạn xem ha. Bởi vì sao Phương luôn tự tin để Phương tư vấn cái tăng cân này cho mọi người? Bởi vì Phương là người đã sử dụng rồi, cho nên là Phương tăng cân an toàn rồi ha, khỏe mạnh rồi, cho nên là Phương rất là tự tin ngồi đây để giới thiệu với mọi người cái sản phẩm tăng cân như thế này, cực kỳ là tốt ha. Đối với các bạn nam nào á mà gầy nè, mà đi tập gym hay là đi tập thể dục hay ăn nhiều uống nhiều mà cũng không tăng cân á, các bạn dùng cái sản phẩm này, cơ thể bị suy nhược nè. Mai gửi em một hộp nhé chị. Ok Kim Chi Nguyễn nha. Em inbox số điện thoại cho chị nha, rồi mai rồi tí nữa chị check tin nhắn cho em. Đó, bởi vậy cho nên là cực kỳ là an toàn ha mọi người ha. Có, nói chung là đợt vừa rồi có một anh, ảnh mua một hộp, ảnh dùng rồi ảnh tăng được 3kg rồi, bây giờ ảnh đặt tiếp 3 hộp đó mọi người ạ. Em không có nói điều đâu ha, chỉ cần mọi người đặt niềm tin đúng ở sản phẩm, gần hết hộp rồi em lên được 2kg, mừng quá trời. Ok, cảm ơn Kim Chi Nguyễn nha. Mọi người có thể thấy đó, cực kỳ là mọi người dùng xăm bên em cực kỳ là hài lòng mọi người ạ. Ở trong cái hộp á thì nó sẽ có một hộp xăm như một cái lõi như thế này ha mọi người ha, nó sẽ có con zip. Chúng ta sẽ mở bên trong ra, khi mà chúng ta sử dụng xong á. Đó, cái viên xăm nó sẽ như thế này nè. Một cái hộp nhỏ như thế này nó sẽ có 30 viên ha. Viên nó màu xanh như thế này. Đây là xăm bổ kiện tỳ nha mọi người nha. Thúy Phạm Thúy, bao nhiêu tiền vậy? Dạ, một hộp xăm như thế này có giá là 430.000 bạn nha. Chúng ta sẽ sử dụng được trong 2 tuần. Mỗi ngày chúng ta sử dụng một viên sau ăn sáng và tối. Sau 2 tuần bạn sẽ tăng từ 3 cho tới 5kg ha. Chưa một ai uống mà không tăng cả. Tăng cân an toàn, khỏe mạnh. Bản thân em lên được 3kg.
ai cũng hỏi em dùng gì mà nay tăng cân mà xinh thế này nọ, xong rồi họ nhờ em mua giùm và cuối cùng bây giờ em bán luôn đây mọi người ạ. Thành phần của nó hoàn toàn là từ thiên nhiên, nhân sâm, linh chi, trà hay thuốc vậy. Đây là sâm nha anh, nó thuộc dạng trà chứ nó không phải thuốc đâu ạ. Không phải thuốc nha. Nhân sâm, linh chi, chích hoàng kỳ, tất cả những thành phần nó được bào chế từ thảo dược thiên nhiên, quý hiếm thiên nhiên, cho nên mọi người cực kỳ yên tâm luôn ha. Sản xuất tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Kaio tại Việt Nam, cực kỳ là an toàn. Nói chung là nguồn gốc xuất xứ nó dây chuyền sản xuất hiện đại, cho nên mọi người cực kỳ yên tâm về cái sản phẩm này. Nói chung là mỗi khi xin chào chị Hà Kim Tuyến ạ. Chị Hà Kim Tuyến nay xem livestream của em. Đó, công dụng của nó là xúc tiến sự hấp thu của cơ thể nè. Bắt đầu là trẻ em bắt đầu từ 6 tuổi trở lên là chúng ta có thể sử dụng được rồi mà. Bởi vì nó hoàn toàn là từ thiên nhiên đó mọi người, cho nên là cực kỳ là an toàn ha. Chỉ đối với những người bị bệnh tiểu đường không có thể sử dụng được, bởi vì ở trong này nó có rất là nhiều dinh dưỡng. Người mà bị tiểu đường thì sử dụng vào thì cái lượng đường nó lên cao thì nó sẽ không có tốt. Ngoài ra tất cả đều sử dụng được hết mà. Đa số là ai dùng sản phẩm của em rồi, ai dùng sâm của em rồi đều mua lại, đều quay lại mua hộp thứ hai hết. Cho nên mọi người ở đây đừng có chần chờ, đừng có suy nghĩ gì nữa. Nói chung là phải tự mình cứu lấy bản thân mình chứ không ai cứu lấy mình được đâu ạ. Muốn mập thì phải hành động ngay, phải uống, phải dùng ngay ha mọi người ha. Chứ riêng bản thân em ví dụ như mà ngày trước mà em không em cũng phân vân giống mọi người vậy, nếu như mà em không dùng, em không thử thì làm sao em biết cái sản phẩm này nó tốt được không, đúng không mọi người? Bởi vậy cho nên là cái khâu mà quyết định mình gặp mập hay gầy là do ở mình hết. Không tác dụng phụ, lên cân an toàn ha mọi người ha. Ngừng uống thuốc không xuống cân lại, dùng được cho tất cả mọi đối tượng. Như vậy là mọi người đủ yên tâm rồi chứ ạ. Đây ạ, một gói, một cái hộp như thế này thì nó sẽ có một cái lõi bên trong. Đây là cái hộp Phương vẫn đang sử dụng ha. Phương uống từ đầu livestream cho mọi người xem rồi đó. Ngày nào livestream xong Phương cũng uống mà. xin chào 55 người đang xem. Tất cả mọi người đang xem, mọi người like, chia sẻ livestream giùm em với nha mọi người. Mọi người tương tác với em nè. Đó, ở trong thì nó sẽ có 30 viên như thế này. Đây là cái hộp mà Phương đang sử dụng ha. Một tuần một hộp như thế này chúng ta có thể sử dụng được trong 2 tuần. Mỗi ngày chúng ta uống 1 viên. Mỗi lần chúng ta uống 1 viên vào buổi sáng và buổi tối sau bữa ăn. Sau 2 tuần chúng ta có thể tăng từ 3 tới 5 kg ha. Đa số ai dùng cũng tăng hết, cho nên là mọi người cực kỳ yên tâm. Tăng cân an toàn, khỏe mạnh, không tích nước. Cam kết đảm bảo không tích nước ạ. Nói chung là đây mà chị gửi kem cho em, cho chị ơi, đang like xong tăng cân mà họ gửi kem. Chiều nay chị gửi rồi nha. Rồi ok, đằng này là cho ra ngoài luôn đó. Bởi vậy cho nên là mọi người cực kỳ yên tâm ha mọi người ha. Lâu quá không thấy chị like kem ấy. Ok, vài bữa nữa rảnh là buổi trưa chị sẽ like, buổi tối là chị dành hết tất cả. Buổi tối là vì mình hay uống sâm ấy, mình hay uống tăng cân vào buổi tối, cho nên mình hứng là mình like buổi tối. Còn buổi trưa mà bữa nào mà đi làm về mà mệt quá là ngủ luôn, mà để mai hay mốt gì rảnh em sẽ like tư vấn mỹ phẩm cho mọi người. Đó, cam kết luôn là không tác dụng phụ, lên cân an toàn mọi người. Một hộp sâm như thế này, một hộp sâm như thế này chỉ có giá 430.000 thôi, cứu gầy hoàn toàn cho mọi người đó. Thật sự đó là điều thật sự, bởi vì em sử dụng rồi ha mọi người ha. Mọi người cực kỳ yên tâm ạ. Đối với chiều nay có một chị ha. Có một chị nhắn tin cho em, chị gọi điện cho em từ sáng sớm ấy. Chị nói là chị cũng muốn lên cân lắm, nhưng mà tại vì chị gầy quá, chị ốm quá, chị ăn không ngon, ngủ không ngon, chị muốn mua lắm rồi nhưng mà chồng chị không có cho chị mua hàng ở trên mạng. Chị suy đi nghĩ lại, chị cứ nhắn cho mình vậy, mình mới nói là bây giờ chị mà muốn mập á là chị phải tự quyết định bản thân chị, chứ chị đợi chồng chị cho nữa thì không biết tới bao giờ, đúng không ạ? Thì cũng như em lúc trước thôi. chứ mình mà không hành động là mình gầy mãi đó mọi người ạ. Bởi vậy cho nên là khi nào mà các bạn đã đủ tin tưởng rồi thì các bạn nên hành động ngay ha. Một cái sản phẩm tốt như thế này Phương đã sử dụng rồi, cho nên mọi người cực kỳ yên tâm. Phương đã sử dụng tới hộp thứ 3 rồi. Tăng cân an toàn, ngưng thuốc có xuống cân không? Phạm Thúy,
không hề xuống cân nha. Xin chào Tằng Cổng Khền nha, không hề xuống cân, cam kết là không hề xuống cân lại đâu nha bạn ơi. Bởi vì mình ăn mình mập thịt chứ đâu phải mình mập nước đâu, mình tích nước đâu mà ngưng lại bị xuống bạn. Mình dùng cái sâm này vô là để nó kích thích cái hệ tiêu hóa của mình, ăn ngon ngủ ngon, ăn ngon ngủ ngon ha, kích thích hệ tiêu hóa, tiêu thụ hấp thụ tối đa các chất dinh dưỡng. Bởi vậy cho nên là nó tăng cân an toàn, nó tăng thịt chứ đâu phải là nó tăng kiểu tích nước đâu mà xuống bạn. Mình nói chung là tất cả là mình đã trải nghiệm rồi cho nên là mọi người cứ yên tâm ha. Gì chứ về cái sâm bổ kiền tỳ này thì dùng bao nhiêu, nói chung là nó có cái phản ứng, nó có cái tác dụng như thế nào mình đều là người hiểu rõ hết. Cơ thể lúc nào cũng khỏe mạnh, ăn ngon, ngủ ngon, không còn suy nhược, đặc biệt tăng sức đề kháng, không còn bị bệnh vặt, ốm vặt nữa nha mọi người nha. Mặc dù là ăn ít uống ít nước nhưng mà người nó cũng rất là khỏe. Chứ nó không có xìu xìu như cọng bún thiêu như ngày xưa nữa đâu mọi người ạ. Cực kỳ là an toàn, dùng được cho những người nào mà mới bị ốm dậy nè. Già trẻ gái trai gì đó mới bị ốm dậy, chúng ta sử dụng cái này để bồi bổ nè. Nó cung cấp chất sắt nè, rồi là nói chung là cung cấp rất là nhiều chất dinh dưỡng luôn á, cực kỳ là an toàn bởi vì thành phần của nó là hoàn toàn là từ thiên nhiên mà mọi người. Đó, ở đây mọi người có ai có vấn đề gì về tăng cân nữa không ạ? Nói chung là các bạn nam á, đa số là các bạn nam nhắn tin cho mình nhiều, cứ hỏi về cái sản phẩm này. Các bạn cũng đang rất là còn lo ngại, nhưng mà mình cũng nói luôn ở đây là có rất là nhiều bạn rồi ha. Mình đã up Facebook lên cho mọi người xem rồi, tất cả những cái phản hồi của mình chính là khách của mình không đó mọi người. Mình đem lên cho mọi người xem đó. Ăn ngon ngủ ngon nè, tăng bao nhiêu cân tăng. Nguyễn Hữu Hợi xin chào ạ. Cho nên là mọi người ai mà đã không tin rồi thì mọi người cứ vào Facebook của em là mọi người xem à, tất cả những cái phản hồi là từ khách em hết. Còn mà không tin nữa thì inbox hỏi luôn cái link Facebook đó luôn ha, khách của em mà. Sử dụng cực kỳ là an toàn đó mọi người ạ. Tăng cân mà nói chung là người khỏe. Tự nhiên uống sâm xong thấy đẹp ra giả mang. Đó là sự thật ha mọi người ha. Cho nên là ai mà đang còn phân vân hay là muốn tư vấn gì về tăng cân, inbox cứ inbox trực tiếp cho em, em sẽ trả lời. Xin chào My Nguyễn nha. Bởi vậy cho nên là mọi người ai muốn thoát gầy thì inbox ngay cho em ha. Xin chào Thu Bông. Mọi người cũng biết rồi đó, có một cái anh kia là anh ăn chay trường ha. Anh ăn chay trường mà anh nhắn tin cho em là anh kêu là bây giờ anh gầy quá rồi, mà tại vì là anh ăn chay trường. Sau khi mà được Phương tư vấn cái sâm tăng cân, sâm bổ kiền tỳ này nè, Phương không nói điêu luôn, nếu như mà Phương nói điêu là mất lọc buôn bán luôn mọi người ạ. Ảnh ăn chay trường ha, ảnh sử dụng cái sâm bổ kiền tỳ này, ảnh tăng lên được 4kg. Ảnh tăng lên được 4kg và ảnh quay lại ảnh đặt tiếp. Anh đó là ở Cần Thơ mọi người, ở thành phố Cần Thơ đó. Mọi người có thể lục lại cái Facebook của em là mọi người thấy. Ảnh ăn chay trường, ăn rau không thôi, ảnh uống thêm một, ảnh uống một hộp sâm như thế này, ảnh lên được 4kg, mập khỏe, mập không tính nước, mập rất là đều người và ảnh cảm thấy cơ thể không còn suy nhược nữa. Ảnh quay lại ảnh đặt thêm một hộp nữa. Và đa số là khách em sử dụng là mua một hộp là đều quay lại sử dụng thêm một hộp nữa hết. Mọi người có thể vào Facebook là mọi người xem là mọi người có thể biết à. Cho nên là không có, cho dù Phương có nói nhiều như thế nào đi nữa cũng không bằng một cái dòng phản hồi chân thật từ khách hàng cả. Đó, ở Facebook của Phương toàn là những cái phản hồi chân thật của khách hàng của Phương hết. Cho nên mọi người nếu như ai mà còn chưa tin về cái sản phẩm sâm bổ kiện tỳ này á, chưa tin tưởng thì mọi người cứ có thể vào Facebook của Phương ha. Rất là nhiều bạn inbox cho Phương luôn. Tí nữa livestream xong Phương sẽ trả lời mọi người ha. Rất là nhiều bởi vì Phương đang livestream nên Phương không có thể nào mà Phương check inbox mọi người được hết. Hộp giá bao nhiêu vậy Lý Thơm? Mình đang livestream rồi. Ở đây Phương cũng nói luôn, một hộp như thế này có giá là 430.000 nha các bạn nha. Chỉ 430.000 thôi, đổi lại là từ 3-5kg thịt, cơ thể khỏe mạnh, hệ tiêu hóa hấp thụ tối đa các chất dinh dưỡng. Có mắc quá không ạ? Không hề đâu nha các bạn nha. Chỉ 430.000 thôi. Chúng ta có thể sử dụng được trong 2 tuần. Mỗi ngày chúng ta sẽ sử dụng 2 viên. Mỗi
là buổi sáng một viên, buổi tối một viên sau bữa ăn nha mọi người nha. Sau 2 tuần là chúng ta có thể tăng từ 3 cho tới 5 kg. Ngày trước, xin chào Vi Siro nha. Xin chào Vi. Ngày trước khi mà Phương sử dụng á, ngày trước khi mà Phương sử dụng thì ngày thứ 3, ngày thứ 4 là Phương cảm thấy ăn ngon, ngủ ngon. Lúc đó là thấy cơ thể của mình nó khỏe rồi. Một tuần sau là Phương thấy Phương lên ký rồi. Đó là cảm nhận chân thật của Phương khi mà Phương sử dụng này, cái sâm bổ kiện tỳ này ha. Đó, Phương mới chia sẻ với mọi người. Và Phương tin chắc rằng là tất cả các khách hàng của Phương ai cũng đều như vậy. Bởi vì họ phải tăng cân cơ thể và họ phải khỏe mạnh thì họ mới quay lại, họ đặt tiếp một hộp nữa, đúng không ạ? Bởi vậy cho nên là từ nam hay cả nữ, các bạn cứ nhắn tin cho mình, cứ chị ơi em gầy quá rồi, gầy tới nỗi mà người yêu em nó cứ chê, xong rồi là nó thấy gầy quá như cọng bún khô, mang đồ không đẹp rồi, không có mông, không có đích. Đó, đó là tất cả những cái nỗi đau người gầy ai cũng sẽ trải qua, kể cả Phương trước kia cũng vậy mà. Bởi vậy cho nên chỉ có mình mới có thể tự cứu mình thoát gầy thôi mọi người ạ. Gầy là nhiều khi nha, có những bạn gầy quá dẫn tới là cơ thể ốm yếu, cũng có thể là bị suy nhược rồi bị mắc rất là nhiều bệnh luôn. Nhưng mà riêng khi mà các bạn sử dụng cái sâm này nè, nó sẽ góp phần là nó tăng cái sức đề kháng cho các bạn nữa đó, cực kỳ là an toàn luôn. Nói chung là cái chủ trị của nó là cơ thể gầy ốm nè, suy nhược, ăn không ngon, không thể hấp thu các chất dinh dưỡng, mất ngủ, sắc mặt nhợt nhạt, mất sức, đau ốm, không thể bù đắp được khí huyệt đã mất. Thì mọi người sử dụng cái sâm này ha. Thành phần của nó là từ nhân sâm, linh chi, toan táo nhân, chích hoàng kỳ, xuyên khung, cực kỳ là an toàn. Em nhắc đi nhắc lại một lần nữa ha, các mẹ sau sinh, các mẹ sau sinh ha, chúng ta sẽ sử dụng được cái sâm bổ kiện tỳ này để giúp cho mẹ lên cân này, da dẻ tươi đẹp hơn nè, trị những cái bệnh hậu sản nè, và đặc biệt nữa là nhiều sữa cho con bú ha. Còn đối với những mà các bác hay là các chú hay những các bạn nào đó mới bị ốm dậy mà cơ thể cũng bị suy nhược, ăn không ngon, chúng ta cũng có thể sử dụng cái sâm bổ kiện tỳ này. Trường hợp bạn nào gầy kinh niên, gầy lâu năm, chúng ta càng phải sử dụng cái sâm bổ kiện tỳ này ha. Nói chung là nó chỉ trừ ra những ai mà bị bệnh tiểu đường thôi, còn lại tất cả đều sử dụng được cả. Chỉ cần các bạn quan tâm tới sức khỏe, các bạn muốn tăng cân, các bạn hãy sử dụng nó. Ok chưa ạ? Đó, cực kỳ là tốt luôn mọi người. Rồi, hôm nay Phương sẽ livestream tới đây thôi, rồi Phương đi check inbox cho mọi người đây. Xin chào Hiền nha. Xin chào Hiền, Hiền rất là dễ thương. Rồi, hôm nay Phương chỉ livestream tới đây thôi. Có gì thì mọi người cứ inbox cho em ha. Bởi vì ngày nào em cũng lên để em livestream, em chia sẻ cái bí quyết tăng cân này với mọi người mà. Mặc dù là nghe có những bạn ngày nào cũng vô, không biết là có nhàm không, chứ Phương tin chắc rằng là có một số bạn cũng vẫn sẽ không có biết cái phương pháp tăng cân an toàn hiệu quả như thế này. Cho nên ngày nào Phương cũng lên Phương livestream để chia sẻ với mọi người. Bởi vậy cho nên là mọi người chịu khó tìm hiểu, khi nào đủ tin tưởng cứ inbox cho Phương ha. Nói chung là cứ đến với Phương là sẽ thoát gầy hoàn toàn vĩnh viễn luôn. Ok chưa ạ? Xin chào mọi người, chúc mọi người buổi tối vui vẻ ạ.